Vâng, tiếp tục với story về Angular JS, chúng ta sang phần slide số 2. Giới thiệu Angular JS này, chúng ta viết cách viết mã. 1.1 là viết mã. Viết mã trong Angular JS. Thế thì vừa rồi chúng ta đã ở chỗ này nó đang không nhận code này, chúng ta kiểm tra lại một chút. Thế thì ở đây bạn nó không nhận code thì khả năng ở chỗ này. Đây các bạn tắt tiếng tiếng Việt đi, Ctrl+F vẫn phải chuột. Rồi cái chút vào này, đấy nó sẽ hiển thị cái thông tin này, được chưa nhỉ? Như vậy rõ ràng là chúng ta đã chạy thành công, đúng không nhỉ? Thế bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu xem những cái thông tin này nó là như thế nào. Thì các bạn chú ý rằng là ở đây chúng ta có ví dụ như cái đoạn này là nhúng thư viện này, ngapp là gì, định nghĩa phạm vi ứng dụng Angular, rồi ngcontroller là định nghĩa phạm vi giao diện được điều khiển bởi controller, biểu thức này là chúng ta lấy giá trị, vân vân. Và cái này là tạo module này, tạo module ứng dụng Angular, và app.controller là định nghĩa hàm xử lý. Đó, thì đây là cái nội dung của nó, thế nhỉ? Như vậy hoàn toàn chúng ta có thể tối ưu được cái đoạn code này, đúng không nhỉ? Tối ưu đoạn code này, vậy ta tối ưu như thế nào? Thế thì chúng ta bây giờ ta không làm thế này nữa, ta Ctrl+C, file, new file, Ctrl+V, Ctrl+S, lưu là 4.1, 4.1. Thế ở đây ta sẽ định nghĩa, ta tối ưu như thế nào? Thì các bạn lúc này ta không cần cái function này nữa, thế nhỉ? Mà chúng ta định nghĩa luôn, ta là chúng ta sẽ bỏ cái angular.module này, myapp này, đúng không? Đây, chúng ta sẽ không cần cái này, bỏ này đi. angular.module.myapp. Rồi, và chúng ta chấm trực tiếp là chấm controller. Đấy, ok. Đúng không? Angular này, chấm module này, chấm myapp này, chấm trực tiếp controller này. Tên của controller, myController. Thế còn chỗ này chúng ta sẽ ghi là gì nhỉ? Là function, đúng không? myFunction. Hay function đi. Đúng không? Và trong function ta sẽ truyền một cái biến là scope. Đúng không? Đấy. Trong phần truyền biến một scope và ta truyền vào đây. Ok, thế thì cái chỗ này chúng ta cắt cái này sang đây. Đây là cách chúng ta viết gì? Viết gọn hơn, đúng không nhỉ? Đấy. Như vậy là nó sẽ viết như thế này, đúng không nhỉ? Ok, bạn chỗ này bạn có thể thu gọn này. Nhá. Ctrl+S, bây giờ ta bấm phải chuột đây, chọn Ribbon and Feeder. Kích đúp vào 4.1. Nó sẽ gọi đến, đúng không? Như vậy đây là cách chúng ta gọi đến gì? Angular, angular.module này, .controller này, và đưa cái phần định nghĩa hàm vào đây. Ok, thì đây chính là cách chúng ta tổ chức mã của Angular.js. Đó, thì đấy chính là cách mà chúng ta xử lý, cách chúng ta viết mã trong Angular.js. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi.